Chào quý vị và các bạn, đây là chương trình thông tin và thời sự cuối tuần với Chris Phan trên đài VBS TV và 57.6 channel phát sóng trên khắp miền Nam California và 50 tiểu bang cũng như là ở Canada và Mexico qua hệ thống Galaxy. Trước hết kính chúc cho quý vị có một ngày vui, bình an và hạnh phúc một cuối tuần về quanh bên gia đình. Rất là vui nhé. Trước khi chúng ta nói về chiến cuộc của Ukraine và Russia, chúng ta nói một tí xíu về cộng đồng của chúng ta. Trong thời gian đây chuẩn bị tháng 6 là bầu cử sơ bộ để chọn ra hai bất cứ cái ghế nào mà mình nói về liên bang đó, quý vị nhé. Tiểu bang và liên bang đó, thì bất cứ một cái ghế nào họ tranh cử với nhau 10 người, 20 người, 2-3 người gì đó, thì họ cái bầu cử sơ bộ họ chọn hai người tháng 6 này, ngày 3 tháng 6 này. Đó. Hai cái ứng cử viên nào mà có số phiếu nhiều nhất thì đi vào cái chung kết là ngày 8 tháng 11. Đó. Không cần biết hai người đó là cùng đảng Cộng hòa hoặc là đảng Dân chủ, hay là một người Cộng hòa một người Dân chủ. Không cần biết, họ lấy hai người với số phiếu cao nhất ở cái vòng sơ kết. Thì sofa chúng ta có một cái chiếc ghế rất là sôi nổi, đó là dân biểu tiểu bang California, hình như địa hạt 70 thì phải, 70 hay 72 xin lỗi, không có, hình như 70. Thì có 4 người Việt Nam giành nhau và 1 người Mỹ, 4 người Việt Nam, trong đó 3 người đảng Cộng hòa và 1 người đảng Dân chủ và 1 người Mỹ, người Mỹ không biết đảng nào. Vâng, thì chúng ta thấy trước hết là có ông Tạ Đức Trí, hiện tại là đương kim thị trưởng thành phố Westminster, và cựu phó thị trưởng Westminster đó là bà Kimberly Hồ, và một ông nữa là Tess Nguyễn, và ứng cử người Việt của chúng ta, và một người nữa đó là Nguyễn Thu Hà, là ở phía Garden Grove, đó đang nghị viên của Garden Grove, và năm ngoái năm 2020 đấu với dân biểu tiểu bang California giành chiếc ghế của bà Janet Nguyễn hiện tại đó thì thua bà nhé. Chúng ta thấy đa số người Việt đấu người Việt thôi. Những cái địa hạt nào của người Việt thì người Việt đấu với nhau đa số như vậy, người Mỹ rất là ít. Nếu mà 4 người Việt mà tranh nhau một chiếc ghế ở sơ bộ này đó thì những cái phiếu nó bị phân tán ra, thì 4 người Việt thì sẽ chọn được một người Việt và người Mỹ sẽ ôm hết một bên. Thường là bãi tải nó chia đều phiếu ra, phá phiếu, mình gọi là phá phiếu. Ai cũng có thể nghĩ là mình có nhiều phiếu hơn. So far thì có bà Kim Lee Ho và ông Tạ Đức Trí đấu đá rất là hiện tại là đấu đá trên nhiều phương tiện và nhiều phương diện ở tại Westminster cùng làm hội đồng thành phố. Nhưng không ai để ý là ba người Ted Nguyễn, Kim Lee Ho và Tạ Đức Trí là đảng Cộng hòa, nhưng mà không có đảng Cộng hòa nào ở Orange County là endorse, là ủng hộ trực tiếp họ, không có. Nhưng cái cô Nguyễn Thu Hà, đảng Dân chủ, thì đảng Dân chủ, cục bộ của đảng Dân chủ tại quận Orange County này ủng hộ cô. Đó, quý vị thấy không? Vâng, đó là mình thấy chiếc ghế đó thì nó có vẻ nó sôi động, nó hồi hộp. Còn chiếc ghế của thêm một tí xíu nữa là chiếc ghế Senator, gọi là State Senator, gọi là thượng nghị viện của tiểu bang, thì cô Janet Nguyễn tiếp tục ứng cử viên lại. Hai năm trước cô đã tái tranh cử cái chiếc ghế đó nhưng mà cô rớt, cho nên cô mới qua ứng cử ở dân biểu tiểu bang thì cô đậu. Hiện tại là cô đương kim dân biểu tiểu bang Janet Nguyễn ứng cử lại chiếc ghế thượng nghị viện tiểu bang. So far là như vậy. Đó. Và nhưng mà cô Janet Nguyễn là được trực tiếp cục của cơ quan đảng Cộng hòa toàn tiểu bang ủng hộ Janet Nguyễn. Không những Orange County mà toàn tiểu bang ủng hộ Janet Nguyễn.
trong khi mà đảng Cộng Hòa, cái đơn vị nào mà được đảng Cộng Hòa ủng hộ thì họ sẽ cổ động và họ đi campaign, là họ gây quỹ tranh cử cho người đó, thì cái xác suất người đó thắng cử rất là cao. Cho nên chúng ta thấy Janet Nguyễn có nhiều cơ hội để tái đắc cử chiếc ghế thượng nghị viện tiểu bang California. Còn ở bên dân biểu tiểu bang, chiếc ghế mà tới 4 người Việt Nam cùng một người Mỹ đó giành nhau trong mùa sơ khởi này đó, thì mình nghĩ cô Thu Hà có nhiều cơ hội hơn. Vì cô Thu Hà đảng Dân Chủ mà được cục bộ của đảng Dân Chủ ủng hộ 100% thì rót tiền vô đảng. Tại ở Orange County này đó thì cái đảng Dân Chủ nó yếu lắm. À, nguyên cái tiểu bang này thì đảng Dân Chủ rất là mạnh, nhưng mà tại Orange County này thì đảng Dân Chủ rất là yếu. Đó, cho nên đảng Dân Chủ không muốn mất chiếc ghế này, đưa cái cô Nguyễn Thu Hà ra để mà giành. Thì trong khi nếu mà ở bên đảng Cộng Hòa mà chỉ cần một người ra thì cái hy vọng thắng rất là cao. Nhưng mà bây giờ tới ba người của đảng Cộng Hòa, ba người đó bị chia phiếu, thì cô Thu Hà nhiều cơ hội hơn. Đó là theo sự suy nghĩ của Chris. Thật sự nó như vậy. Vâng, đó là nói chung chung về còn cái ông luật sư Trần Thái Văn, mà lúc trước cũng là dân biểu, cựu dân biểu tiểu bang, mà người Việt ở chúng ta ở đây gọi là người Mỹ luôn, báo chí của Mỹ luôn, nó đặt cho Trần, luật sư Trần Thái Văn gọi là bố già chính trị của cộng đồng Việt Nam. Năm nay ông bố 58 tuổi, tuổi thìn. Vâng, ông lúc trước ông ứng cử vô chức vụ gọi là thủ quỹ của tiểu bang, nhưng mà bị rớt. Năm nay có một ông, đó là cũng là luật sư, mà luật sư Andrew Đỗ có bà vợ là chánh án Jerry Nguyễn. Andrew Đỗ đi từng bước từ Garden Grove, nghị viên Garden Grove, lên tới hiện tại ông làm là giám sát viên của quận Cam, giữ cái ngân sách của quyền của cái quận Cam tới gần 7 tỷ đô la. Và đây là ông đang giữ cái chức advisor, Orange County advisor, đó là giám sát viên của Orange County này, cái quận Cam này, là nhiệm kỳ thứ hai, hai năm nữa là ông hết. Và ông ra ứng cử thủ quỹ của tiểu bang California, thủ quỹ của tiểu bang California trên cả mấy trăm tỷ ạ. Quý vị biết California, California là cái kinh tế nó tính bằng quốc gia. Và nếu nó tính bằng quốc gia thì riêng California đây đó, kinh tế của California là đứng thứ 5, thứ 6 trên toàn thế giới. Trên toàn thế giới đó quý vị, dễ sợ chưa? Nó chỉ thua Đức nè, thua Nhật nè, qua Canada luôn. Ở Canada coi thử, có hình như có 35 triệu dân nè, cái GDP nó không có bằng của California. Trong khi California 40 triệu dân nhá. Hơn luôn, hình như là thua Pháp và một quốc gia nữa, quốc gia nào thua, bốn quốc gia, dĩ nhiên là thua Hoa Kỳ rồi, tại vì nó nằm ở trong Hoa Kỳ. Nó đứng thứ 5, thứ 6 trên toàn thế giới đó quý vị. Kinh tế của California lớn như vậy đó. Và ai làm thủ quỹ rất là quan trọng. Và ông luật sư Andrew Đỗ, hay gọi là đương kim giám sát viên của quận Cam, ra ứng cử lấy cái chức vụ này. Hiện tại ông cũng là một trong những người làm giữ cái hồ bao là thủ quỹ của Orange County khoảng 7 tỷ. Bây giờ lên tới 700 tỷ. Nhiều lắm quý vị. Nhưng mà thật sự ra thì cộng đồng Việt Nam của chúng ta, khi mà nói tới cả cái tiểu bang đó, cộng đồng Việt Nam chúng ta đó là cái số phiếu khoảng đâu 8% đến 12%. Mà Orange County đó thì chúng ta được 20 đến 28%. Đã mà từng thành phố như Westminster thì chúng ta lên được 50 đến 55%. Nhưng mà tính toàn tiểu bang là rất là ít. Nhưng mà toàn luôn nguyên cả cái liên bang thì mình quá ít. Nếu mà tính như vậy nhé. Vâng, đó là tí xíu thông tin về cộng đồng của chúng ta. Thì ai ra, người Việt chúng ta ra thì mình rất là vui, là tại vì cái cộng đồng của chúng ta đã đi vào cái dòng chính. Còn khi mà vào trong đó làm việc được hay không đó thì chúng ta sẽ phê bình hoặc là ủng hộ sau. Nhưng mà trước hết mình thấy cái tên Việt vào cái hội đồng thành phố, vào cái tiểu bang,
vào cái liên bang, mình rất ủng hộ. Cũng giống như hình như là đại tá Cao Hùng ở Hải quân, nhân cựu đại tá Cao Hùng ở Hải quân ra tranh cử liên bang ở hình như địa hạt 10 ở trên Virginia, cái thành, cái tiểu bang đó là tiểu bang của đảng Dân Chủ, nhưng mà đảng Cộng Hòa đã take over năm 2020. Ôi, năm ngoái đã take over hết luôn, từ thống đốc, phó thống đốc cho tới tổng trưởng lý cho tới quốc hội, thượng viện, hạ viện luôn. Đó, cái, mà cái tiểu bang của Virginia là tiểu bang gọi là đầu não của cơ quan đảng Dân Chủ. À, cái tiểu bang, tại vì tiểu bang Virginia nó quan trọng lắm quý vị, nó quan trọng đến nỗi là khi mà cái Washington DC, cái thủ phủ, nó nằm ở trong cái tiểu bang đó. Quý vị thấy ngày 6 tháng 1 không? Tổng thống Donald Trump và cái bộ tham mưu của ông biết là sẽ có tụi đảng Dân Chủ nó khuấy động, nó làm loạn trong cái ngày mà nhập vô cái quốc hội đó, nó phá quốc hội đó. Nhưng mà khi mà tổng thống Donald Trump yêu cầu đưa vệ binh quốc gia và cảnh sát ở thành phố và tiểu bang của Virginia, nó không cho làm. Thống đốc lúc đó là của đảng Dân Chủ từ chối, không có cho đưa vệ binh quốc gia xuống đất cảng, và cảnh sát của thành phố đó ở tại district đó cũng không có, bà thị trưởng cấm cảnh sát tới để bảo vệ cái vụ đó. Quý vị thấy không? Cho nên cái chuyện mà những cái người quá khích, mình không biết đảng nào, nhưng mà thuộc về Black Lives Matter thì có vô phá nát cái ngày 6 tháng 1 đó ở tại quốc hội. Rồi nó mới kiếm cách, nó lợi dụng cái đó để mà nó hạch tội tổng thống Donald Trump, nhưng mà đâu có được. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ những cái chuyện đó chưa xong đâu, nó sẽ ra ánh sáng ai là chủ mưu vấn đề đó. Chris nói như vậy để quý vị thấy là cái tiểu bang Virginia nó quan trọng đến cỡ nào. Tại tiểu bang đó như là như cái đây, tiểu bang Virginia nó bao bọc cái thủ phủ, cái thủ đô Washington DC. Cho nên nó là đầu não của đảng Dân Chủ mấy chục năm nay. Nhưng mà không ngờ năm ngoái người dân quá ê chề cái đảng Dân Chủ, tổng thống của đảng Dân Chủ, quốc hội của đảng Dân Chủ, lưỡng viện của đảng Dân Chủ, thống đốc của đảng Dân Chủ, phó thống đốc của đảng Dân Chủ, tổng trưởng lý của đảng Dân Chủ, quốc hội của tiểu bang cũng đảng Dân Chủ, tất cả đảng Dân Chủ. Nhưng mà không ngờ người dân đã chán nản đến cỡ đó và tống khứ hết, quét hết cái rác của đảng Dân Chủ đi ra khỏi tiểu bang. Cho nên bây giờ ông đại tá, cựu đại tá Hải quân Cao Hùng vào ứng cử chức vụ liên bang, dân biểu liên bang, quận hạt 10 ở tại tiểu bang Virginia này. Chris là người đầu tiên ở tại đây. Khi nghe đó, mình gửi $100 để ủng hộ. Ông là người của đảng Cộng Hòa. Và ông đã lên tiếng, lên án, phản đối những cái chính sách tồi tệ, tồi bại, ngu xuẩn nhất của tổng thống bù chìm Joe Biden hiện nay. Người lính họ cương trực lắm. Vâng, đó là tin Hoa Kỳ và địa phương, cũng như cộng đồng. Và Chris sẽ chia sẻ quý vị về thời sự của tuần này. Nói về Ukraine, bây giờ mình nói chiến tranh tại sao nó xảy ra, tại sao không là ở những nơi khác, tại sao Putin lại quyết tâm phải xâm lược Ukraine cho được. Bây giờ chúng ta giả thuyết nhé. Nếu còn Tổng thống Donald Trump tại vị ở Tòa Bạch Ốc, thì Putin có xâm lược Ukraine hay không? Đây là một bài phân tích và một bài nhận định của ông John Ratcliffe, cựu giám đốc và của cơ quan tình báo Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Trump. Để tôi sẽ chia sẻ cho quý vị.
Đây nhé. Bây giờ ta nhớ lại nha. Tổng thống Ronald Reagan là một vị tổng thống rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ, từng là tài tử Hollywood, đã khéo léo hù dọa cho chế độ Cộng sản Liên Xô sụp đổ mà không tốn một viên đạn. Thì quý vị thấy chính trị gia nào lão luyện hơn tài tử Ronald Reagan? Bây giờ chúng ta nói tổng thống Donald Trump, vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ chúng ta. Ông thường thường đưa ra cái chủ thuyết theo cái trường phái của thương trường. Nhưng lĩnh vực của ông là một thương gia, nhưng ông đã bảo vệ thành công mục tiêu nhất quán là Make America Great Again. Suốt nhiệm kỳ 4 năm của Tổng thống Donald Trump, tên bạo chúa Putin và Tập Cận Bình rất là kiên dè. Thế giới Ả Rập chịu giải pháp ôn hòa và hòa bình ban giao, 6 nước ban giao với Do Thái và đưa Tel Aviv tới thủ đô Tel Aviv chuyển sang Jerusalem làm thủ đô của Do Thái mà không tốn một viên đạn, không tốn một giọt máu của binh sĩ Hoa Kỳ và càng không tốn một giọt máu, một mạng người nào của quốc gia sở tại đó là Do Thái. Chuyện không 5-6 tổng thống trước không dám làm, từ năm 1967 đến nay chỉ có tổng thống Donald Trump mới làm. Riêng tổng thống Zelensky của Ukraine, ông từng là người viết kịch và diễn hài, cũng là một người soạn kịch, cũng là một người sản xuất phim ảnh và một người làm chủ nhiệm đài TV, và ông cũng là một người luật sư. Khi tình hình chiến sự hết sức là bi đát do Putin đưa đại binh Liên bang Nga vào vây bủa và tấn công xâm lược Ukraine, Tổng thống Zelensky đã từ chối lời mời đầu hàng di tản của Tổng thống bù nhìn Biden. Ông Zelensky đã ở lại cùng với quân, với dân của Ukraine chiến đấu một cách rất là anh dũng. Thái độ yêu nước nhất quán của ông cùng với tài năng trước ống kính, ông đã và đang lật ngược thế cờ châu chấu đá vôi. Thắng thua trên thực địa ở Ukraine chúng ta chưa ai khẳng định điều gì, nhưng chắc chắn lịch sử ngàn năm và ngàn năm sau nữa của thế giới vẫn khen dân tộc Ukraine anh hùng và có một người tổng thống thời đại đó anh dũng, kiên cường, yêu nước, yêu dân. Đó là tổng thống Zelensky.